Thưa với lại quý cô anh chị thì có rất nhiều người bị đau tay, đau buốt tay ở không những này nhưng mà tự nhiên nó cứ buốt hết dọc theo ngón tay này và cái cảm giác này rất là khó chịu, chỉ muốn cầm dứt tay dứt như này này nhưng không hết. Cái kiểu triệu chứng này đau rất là khó chịu, thậm chí còn mất ngủ với cái triệu chứng này, thì trong video này tôi sẽ giải quyết cho các bạn. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác cái phương pháp giúp các bác chữa ngay cái triệu chứng buốt tay. Đau tay buốt tay thì có rất nhiều cái triệu chứng đau tay. Có những người đau tay đau vai theo cái kiểu như là quay không quay được này. Đấy, rồi là đau nhấc không lên, nhấc không nhấc lên được, không đưa ra đằng sau được, hay là không đặt ở một vị trí nào đó được. Đấy, hoặc là dơ dàng sau như này này không được. Thì thưa với các bác, ngoài những cái triệu chứng đau kiểu đó ấy, thì còn có những cái triệu chứng đau như là nó buốt tay, buốt cảm giác rất là khó chịu và cứ muốn cầm kéo tay như này này, cứ muốn cầm kéo tay bóp như này thôi mà nó buốt, như thế là nó buốt rất là lâu. Và thưa với các bác thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác cái cách để các bác chữa cái chứng này rất đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Mời các bác cùng theo dõi. À, vâng, thưa với lại các bác, thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái triệu chứng đau mà cái kiểu buốt tay này ấy, là nguyên nhân dẫn đến đó là từ ở cái đốt sống cổ của các bác bị thoái hóa. Các bác, đây là một trong những cái nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái việc là khí huyết nó không được lưu thông. Đấy các bác nhá, có cái việc là cái khí huyết nó lưu thông ấy, nó bị tắc nghẽn, nó khiến cho các bác bị tê buốt. Có những người ấy, thì bị những cái kiểu nó buốt và nó đau rất là khó chịu. Nhưng có những người là nó âm ỉ dần dần và sau này càng ngày mới càng buốt lên. Và nó buốt lên ấy, có rất nhiều bác là cứ phải ngồi. Tôi thấy rất nhiều có những bác là cứ ngồi bóp tay như này này, bóp như thế nhưng không hiệu quả. Đó, thế thì tôi xin được chia sẻ đến các bác nhé. Cái nguyên nhân của nó là ở gáy. Vậy thì cái tác động đầu tiên của chúng ta ấy, là các bác cần đầu tiên phải bấm vào cái huyệt trên này. Huyệt đầu, đỉnh đầu các bác nhé. Đỉnh đầu là huyệt bách hội. Thế thì để xác định cái huyệt bách hội này ấy, thì các bác dùng hai cái đầu tai này, ta đặt cái ngón tay cái vào, xong rồi đưa cái tay lên, làm sao hai cái tay ở ngón giữa này nó chạm vào nhau ở đâu thì cái huyệt bách hội nó nằm ở đó. Cái huyệt này các bác sờ vào trên giữa cái đỉnh đầu cũng sẽ thấy là có một cái điểm lõm ở trên cái xương sọ của chúng ta, nó ở trên đường đỉnh đầu này lõm này. Thế thì các bác sờ vào đó, các bấm vào đấy, và day này. Đầu tiên là bấm vào day như này này, một ngón tay nhé bác nhá. Nhiều bác hỏi là cứ đưa tay lên thế thì bấm mấy cái. Thế thì thưa với các bác là bấm một ngón đấy, đặt một ngón tay vào như này, có nhìn rõ không ạ? Sau đó giờ bấm này, bấm dây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 7 lần bấm như vậy các bác nhá. Sau đó thì các bác dùng cái tay này, các bác chà dọc theo cái đằng sau gáy này các bác nhá. Đằng sau gáy này, chà dọc xuống này xuống trước các bác nhá, chà dọc từ trên cái điểm đỉnh huyệt bách hội, chà dọc xuống dưới cái gáy của mình trước. Các bác chà như này, các bác chà khoảng từ 1 tới 3 phút các bác nhá, chà 1-3 phút, chà dọc xuống đây. Nhớ nhá là chà dọc xuống, dọc cái này này. Đấy, sau đó thì chà lan quanh cái phần gáy này. Đấy, phần sau gót này. Sau đó nhá các bác nhá, thì các bác dùng hai cái tay này đẩy này, đẩy lên đây, đẩy lên đây. Đấy, các bác đẩy như này nhá, đẩy từ từ. Các bác nhớ nhá, đây này, đẩy từ từ các bác nhìn nhá. Các bác nhìn này, tôi ngồi quay nghiêng cho các bác nhìn. Các bác nhìn nhá. Đây, đặt tay vào chỗ thái dương mà mang tay này đẩy lên. Đẩy lên như này. Đẩy lên này. Đấy, các bác đẩy lên như thế, hai bên đẩy lên. Các bác sẽ thấy này, các bác đẩy này sẽ có chỗ nó đau các bác nhá. Và nếu như bác nào đẩy nó đau rồi, đau chỗ đau nhá là đừng có ngại đau. Lấy tay đẩy tiếp. Đẩy đau, đẩy đau cũng đẩy. Cứ đẩy như này khoảng 1 tới 3 phút các bác nhá. 1 tới 3 phút các bác sẽ cảm thấy đầu mình nó được nhẹ ra nữa cơ. Đấy, đẩy lên như thế, đẩy lên như vậy. Đẩy từ 1 tới 3 phút đẩy lên các bác nhá, đẩy trở lên. Các bác nhớ nhá, dùng tay đẩy trở lên nếu như có người khác làm cho mình, hoặc là các bác dùng ngón tay cái như này này. Đẩy như này này, đẩy như này này. Đấy, hoặc là dùng ngón tay cái đẩy như thế. Đấy, các bác sẽ đẩy như thế này, có những bác đẩy là không chịu được đâu, nhức đau không chịu được. Nhưng các bác đừng lo, chỗ đau ấy là chỗ để chữa đấy. Thì cứ đẩy như vậy đã. Đẩy như thế lên. Đẩy lên khoảng từ 1 tới 3 phút đẩy lên trên này. Các bác nhớ nhá, dùng ngón tay cái này, đẩy lên. Đẩy lên. Đấy, đẩy lên như vậy. Các bác đẩy lên xong như vậy nhá, thì tiếp theo các bác dùng cái tay này xoa tay thật nóng. Xoa tay thật nóng sau khi đã làm mấy cái điểm trên đấy rồi, xoa tay thật nóng. Sau đó đặt vào gáy, miết thế này, miết thế này. Đấy, miết như thế. Miết đi miết lại.
đặt vào gáy xong miết đi miết lại, miết cho nó nóng cái gáy lên. Thì cái động tác này là khiến cho cái gáy khí huyết ở trong cái gáy của chúng ta nó được lưu thông, nó bị mà nó bị tắc ấy, thì nó sẽ lưu thông các bác nhá. Đấy, thế thì miết như vậy, các bác miết như vậy xong nhá, thì tôi xin được hướng dẫn các bác này, đây là cái đòn quyết định để các bác chữa cái chứng đau này này. Sau khi miết này rồi ấy, các bác nhớ nhá, nhớ là đầu tiên là đầu huyệt bách hội, sau đó thì là dọc đằng gáy, tiếp theo đó là trà thái dương lên. Và đây bác nha, cái phần ở vai này này, vai của mình ấy, bác nhớ này, trên đỉnh đỉnh vai ở cái sờ cái đầu vai này ấy, đầu vai này các bác để yên như này ra đây, các bác sẽ thấy là có cái xương ra đây, xong bắt đầu cái đầu xương này này nó sẽ có cái chỗ nó hơi lõm vào các bác ạ, đấy hơi lõm vào đầu, đúng cái đầu xương luôn, thì các bác bấm vào đây và day, lấy cái tay của mình ấy, tự bấm vào mình day thôi. Thưa với các bác này, bên nào đau ấy thì ta bấm sau các bác nha, lưu ý này, các bác lưu ý nhá, lưu ý này, các bác lấy bút ghi, giấy bút ghi lại này. Lưu ý là bên nào đau ấy là ta phải bấm sau, ví dụ trên tay trái đau thì ta dùng tay trái bấm vào bên này trước, bên phải trước, đây thì bấm vào đầu tiên là cái điểm này, đầu tiên là cái điểm này đấy, điểm này này, bấm day từ 1 tới 3 phút, day ở cái điểm đầu vai, tiếp theo cũng ở cái đầu vai dưới đây các bác nhá, sờ cái từ cái xương quai xanh này, xương này gọi là xương quai xanh, đi thẳng ra nó có cái điểm lõm, bấm vào đấy, các bác bấm vào đấy. Có những bác là đau ấy, đau đau hàng tháng rồi không khỏi, đến lúc bấm đến đây tự nhiên nó giảm luôn, tự nhiên giảm luôn, giống như là một cái liều thuốc cống, giống như là một cái cống ấy, sau khi nó bị tắc đẩy một cái nó hết tắc luôn, thế là giảm luôn, hết tức luôn, hết tức tay luôn đấy. Có những bác chỉ bấm đến chỗ này thôi là thấy rồi, các bác có thể sẽ thấy như thế. Đấy, bấm vào chỗ này, dùng ngón tay cái này, chỗ này thì ta dùng ngón tay cái được, day vào thường day đến đoạn này bắt đầu đau, đôi khi là các bác đau bên tay bên này mà bấm chỗ này là tự nhiên nó khỏi luôn tay bên này đấy. Mà bấm này nhá, bấm đây, bấm vào đây này, là sau đó thì là điểm đầu tiên là trên này, mỗi một điểm các bác bấm từ 1 tới 3 phút các bác nhá, bấm từ 1 tới 3 phút, điểm đầu tiên ở đây, hai đây, thứ ba là dưới nách, các bác sờ tay vào giữa nách ấy, bấm vào đừng có ngại, bấm vào nách không sao cả các bác nhá, sờ tay giữa nách, bấm đấy, bấm một cái lực vừa phải thôi. Sau đó thì cái đằng này này các bác này có 4 cái điểm các bác nghe nhá, cái điểm đằng sau này đối diện từ cái đằng này thẳng ra đằng sau đó, bấm xuống, bấm vào đấy cũng được 1-3 phút. Sau khi xong rồi nhá các bác này, các bác sờ tay này theo dọc theo cái ở phần nách này của các bác ấy, các bác sờ vào ấy, các bác bấm vào cái chỗ bắp tay này này sẽ thấy có những cái nó tê ra ngón tay này, thì đấy mới là đường đường để bấm các bác nhá. Đấy, bao giờ sờ thấy có cái chỗ mà mình vừa bấm vào tự nhiên thấy nó tê ra ngón tay thì đấy chính là cái chỗ mà để chúng ta ta bấm ra tay ấy. Đây là cái chiêu rất hay các bác nha, rất hay đấy. Đấy, bấm vào đây các bác, bấm đẩy đuổi, bấm vào đây, bấm nhớ là phải bấm sát vào, các bác nhớ nhá, bấm sát vào cái lại cái tay của mình ấy, cái bắp tay của mình ấy, giơ cái tay ra đấy, đôi khi là phải giơ vào đúng cái chỗ, có những người là kẹp vào cái này thì bắt đầu nó mới tê, có những người duỗi ra tê, có những người thả ra nó mới tê, thì các bác cứ lựa theo thế nào mình cảm thấy nó bấm mà nó có tác dụng ấy, nó tê ấy, thì mình bấm. Đấy, bấm dọc theo cái này các bác này, các bác bấm dọc theo cái đường này nhé, dọc theo ra đây, nó nằm đây này, nó dọc theo cái này này các bác này, các bác nhìn rõ không ạ? Đấy, nhìn rõ không, đây nó dọc theo này thì mình bấm dọc theo đây, bấm vô đây đấy, bấm đây, các bác cứ bấm dọc theo đây ra đây. Thường ấy là các bác đau tê này thường hay tê hai ngón này, các bác cứ thử xem, bác nào mà bị cái triệu chứng tê này là thường hai cái ngón áp út này, là ngón út và ngón áp út này là hai ngón bị tê, thế nên là mình bấm đây là các bác sẽ thấy nó tê. Và khi các bác bấm ra đây rồi nhá, bấm dọc hết ra theo ngón tay này đến cái phần tay này, miết dọc theo cái, các bác nhớ nhá, miết dọc theo cái dãy này này, miết dọc theo dãy này, miết dọc theo cái dãy này, miết dọc theo cái dãy này đấy, miết dọc theo dãy này. Và tiếp đó thì bắt đầu sau khi làm đến ngón tay này rồi, bắt đầu mình làm tay này cũng lặp lại đúng y như thế, trên đầu vai, sau đó thì là trong vai đấy, sau đó thì dưới nách và đằng sau vai, và tiếp đó thì bắt đầu bấm dọc theo cái đó, các bác bấm bên đây là tự nhiên là thấy nó giảm ngay. Và đây là cái phương pháp chữa rất hay các bác nhá, các bác nhớ đấy, là bấm dọc theo cái này này, dọc theo cứ dọc theo cái đường này này, các bác nhớ này, đây này, dọc theo đây nhá, dọc theo đây và đây đấy, dọc theo đây và đây, các bác bấm vào đây này là nó bắt đầu nó sờ bấm là thấy nó tê ra ngón này ngay mà. À, các bác bấm vào là sẽ thấy, là bác nào thử cái là biết ngay. À, các bác bấm vào là nó tê như thế, là các bác bấm dọc theo như thế, bảo đảm với các bác nếu bác nào mà bị mà tê tay ấy, thì bấm vào vài lần là giảm. Có những bác đặc biệt sẽ có những bác
bấm một lần thôi là đã thấy nó giảm rồi. Đấy, các bác nhớ nhá, áp dụng đầy đủ nhá. Và thưa với các bác này, nếu như các bác nào mà không nhớ thì có thể xem lại video, sau đó dùng giấy bút ghi lại. Hoặc là các bác muốn xem lại những video của tôi ấy, có rất nhiều bác nói rằng là tôi không biết làm thế nào để tìm những cái video của anh, thì các bác chỉ cần gõ lên cái khanh tìm kiếm của YouTube ấy, các bác gõ HIT3, Y là Y dài nhá các bác nhá, HIT3, sau đó là kèm vào ví dụ như là chữa tê tay, hay là chữa đau tay, hay là chữa nhức đầu hay gì đó, thì các bác cứ gõ vào đó. Tôi có rất nhiều những cái phương pháp đã chia sẻ đến cho các bác rõ vào đó, các bác áp dụng ngay là sẽ thấy hiệu quả. Vâng, và các bác nhớ là hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Các bác có thể chia sẻ bằng miệng của mình, có vẻ tôi đã áp dụng cái phương pháp như thế này đấy, thì nếu như ai mà không biết đến điện thoại, không biết đến YouTube, thì các bác có thể chia sẻ bằng miệng cho họ, để cho họ cũng có thể chữa được những cái căn bệnh của mình. Và tôi biết rằng cái vấn đề đau tay, đau tê tay này là có rất nhiều bác mắc phải, chứ không phải chỉ một vài bác đâu, rất nhiều bác mắc phải. Thậm chí là những cái bạn trẻ mà ngồi văn phòng ấy, ngồi máy tính lâu ngày ấy, là cũng bị cái chứng này các bác ạ. Đấy, thế nên là các bác nhớ hãy chia sẻ nhá. Và đừng quên là dí vào nút đăng ký, nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ. Các bác nhớ là dí vào nút chuông nữa, vì để mỗi lần tôi ra video là các bác sẽ là những người theo dõi đầu tiên. Và một vấn đề nữa là nếu bác nào thấy chữ hiện lên trên màn hình á, các bác vào cái phần 3 chấm ở phía bên này này, vào cái phần 3 chấm xuống cái phần có chữ phụ đề, dí vào đó là các bác sẽ tắt được cái chữ phụ đề đi. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.